Thưa quý vị, sau một thời gian tạm hoãn cuối tháng 12 vừa qua, kỳ thi IELTS lại được The Forum Center phối hợp với Hội đồng hành tổ chức với sự tham gia của 50 học viên. Và trong kỳ thi này, em Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu đã xuất sắc đạt được số điểm 8.5. Đây là thí sinh thứ tư đạt điểm IELTS 8.5 trong hơn 2.000 học viên đã từng thi IELTS tại The Forum trong hơn 3 năm qua. Nguyễn Vân Anh bắt đầu học và ôn luyện thi IELTS tại The Forum từ tháng 3 năm 2022. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự rèn luyện của các giáo viên, Vân Anh đã đạt mốc điểm 8.5 IELTS ở ngay lần thi đầu tiên. Đối với kỹ năng reading và listening thì ở trung tâm The Forum em được tiếp xúc với những bộ đề gần và những bộ đề sát với cấu trúc của bài thi. The Forum là tổ chức giáo dục chuyên luyện thi IELTS và các chứng chỉ Cambridge. Hiện The Forum có 8 cơ sở đào tạo tại Bà Rịa Vũng Tàu. Từ tháng 5, The Forum chính thức trở thành đối tác kim cương của Hội đồng Anh, đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS hàng đầu tại Việt Nam. Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng, phương pháp luyện thi tối ưu, nên trong hơn 3 năm qua, The Forum có hơn 1.000 học viên thi đạt điểm IELTS 6.5 trở lên, trong đó có hơn 300 học viên đạt điểm từ 7 chấm đến 8.5.